chào quý vị và các bạn. Liên minh châu Âu đang trong giai đoạn lịch sử nhưng chưa phải đã kết thúc. Đó là tuyên bố của các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ý trong cuộc họp thượng đỉnh ba nước châu Âu diễn ra 2 ngày 22 và ngày 23 tháng 8 vừa qua. Hội nghị diễn ra trên một tàu chiến ở hòn đảo Vetontini, Ý, nơi yên nghỉ của các nhà sáng lập EU. Tại địa danh mang tính biểu tượng này, các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu nhấn mạnh những thách thức sống còn mà EU đang phải đối mặt sau cuộc khủng hoảng di cư và sự ra đi của Vương quốc Anh, những cú sốc đã buộc dư luận phải đặt câu hỏi về sự chấm dứt của một liên minh đầy rạn nứt. Cuộc gặp của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Ý Matteo Renzi nằm trong khuôn khổ các cuộc họp của giới chức cấp cao châu nhằm tìm ra lối đi cho Liên minh châu EU sau hàng loạt khủng hoảng từ làn sóng di cư cho tới sự kiện Brexit. Sự kiện trở nên ý nghĩa hơn khi được tổ chức tại hòn đảo Ventotene, nơi yên nghỉ của Antiero Spinelli và Ernesto Rossi, đồng tác giả của tuyên bố Ventotene với nội dung kêu gọi thành lập một liên minh các quốc gia châu Âu. Trước khi bắt đầu cuộc gặp, Thủ tướng Ý đã mời Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đến đặt hoa trên mộ của các tiền nhân. Tại cuộc gặp, ba bên nhất trí việc nước Anh rời EU không phải là dấu chấm hết đối với liên minh kinh tế, chính trị lớn nhất châu Âu, phát biểu ngay tại một trong những cái nôi của giấc mơ về một châu Âu liên hiệp và thống nhất. Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ý tuyên bố sẽ khởi động lại đại dự án châu Âu trong sự thức tỉnh sau cú sốc Brexit. Rất nhiều người nghĩ EU đã kết thúc sau Brexit, nhưng đó không phải là thực tế. Chúng tôi tôn trọng quyết định của người Anh, nhưng chúng tôi muốn viết chương mới cho tương lai. Châu Âu sau Brexit sẽ tái thúc đẩy lại các lý tưởng về thống nhất, hòa bình và tự do. Đó là lý do chúng tôi ưu tiên tuyệt đối cho sự hợp tác chặt chẽ về thông tin tình báo, công nghiệp quốc phòng, an ninh trong nước và quốc tế. Trên tàu sân bay Garibaldi, cả ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh ưu tiên của họ trong lĩnh vực an ninh khi coi đây là thách thức lớn nhất đối với sự tồn tại của EU, nhất là sau làn sóng khủng bố và di cư đã và đang làm đảo lộn liên minh này. Chúng tôi cho rằng, với việc xem xét chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và cuộc nội chiến phức tạp tại Syria, chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn cho an ninh trong nước và quốc tế. Hợp tác quốc phòng cần phải chặt chẽ hơn, mở rộng hơn, đồng thời cần tăng cường trao đổi thông tin tình báo. Ba nhà lãnh đạo muốn tăng cường kiểm soát biên giới với một tổ chức biên phòng và tuần duyên chung của châu Âu, hợp tác chặt hơn về tình báo và tăng thêm phương tiện cho quốc phòng. Ông François Hollande cho rằng, ngày nay, châu Âu phải tự bảo đảm vấn đề quốc phòng cho mình. Cạnh tranh hơn, hiện đại hơn, nhưng cũng đoàn kết hơn là định hướng chính trị cho châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Tôi muốn châu Âu vẫn giữ nguyên lý tưởng của mình. Có những thành viên muốn ra đi. Chúng tôi biết rằng có những ý kiến như vậy ở trong nước mình, nhưng họ sẽ không phục vụ nước Pháp bằng cách ra đi. Ưu tiên thứ hai là kinh tế, vì châu Âu vẫn chưa phải là vùng đất có ưu thế cạnh tranh nhất trên thế giới, theo nhận định của bà Angela Merkel. Cuối cùng, động lực mới cho châu Âu có thể đạt được thông qua việc quan tâm hơn đến giới trẻ. Theo ông Matteo Renzi, cần phải chứng tỏ cho thế hệ trẻ rằng châu Âu có nghĩa là hòa bình, là an ninh. Chúng ta đang sống trong thời kỳ lịch sử, điều mà rất nhiều người đã nói. Chúng ta muốn làm việc cùng nhau trong vòng châu Âu hay là không cần tới liên minh đó? Câu trả lời của tôi rất rõ ràng, chúng ta phải làm việc trong vòng châu Âu, bên trong châu Âu, nhưng là một châu Âu bảo vệ và cung cấp sức mạnh cho các nền kinh tế thành viên trong sự đảm bảo những trao đổi sống còn. Đây là vòng đàm phán thứ hai của Bộ Tam sau vòng đàm phán đầu tiên diễn ra như phản ứng khẩn cấp trước quyết định ra đi của đa số cử tri Anh trước cuộc trưng cầu dân Ý ngày 23 tháng 6 vừa qua. Cuộc gặp diễn ra 3 tuần trước khi hội nghị thượng đỉnh EU chính thức diễn ra tại Bratislava của Slovakia với sự tham gia của 27 quốc gia thành viên, trừ Anh. Sở dĩ an ninh quốc phòng trở thành ưu tiên số 1 của EU hiện nay là bởi các thành viên liên minh này đã chia rẽ nghiêm trọng về cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất sau Thế chiến II và mới đây là hàng loạt vụ tấn công khủng bố ngay trong lòng châu Âu, điều mà nhiều người cho rằng có nguy cơ tiềm tàng từ chính làn sóng di cư. Hơn một năm qua, EU vẫn dậm chân tại chỗ trong nỗ lực ngăn chặn những làn sóng di cư mới và tái định cư cho những người tị nạn đang mắc kẹt tại các cửa ngõ của châu Âu. Mới đây, Hy Lạp, điểm đặt chân phổ biến nhất trên tuyến đường di cư qua Địa Trung Hải, đã lên tiếng thúc giục EU đẩy nhanh tốc độ tái định cư dòng người di cư, vốn đang gây áp lực nặng nề cho các quốc gia tuyến đầu như Hy Lạp.
Trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 8 tại thủ đô Athens, Bộ trưởng Di cư Hy Lạp phàn nàn về sự chậm trễ của Liên minh châu Âu trong kế hoạch di rời và tái định cư người tị nạn. Kế hoạch này đã được EU thông qua từ năm ngoái. Theo đó, 160.000 người di cư mới tại Ý và Hy Lạp sẽ được di rời từ các nước thành viên khác của EU. Tuy nhiên, cho đến nay, mới chỉ có chưa đầy 4.000 người được di rời, trong khi nhiều thành viên EU tỏ ra miễn cưỡng chào đón những người di cư và tị nạn. Tại thời điểm này, chúng tôi có 7.000 người sẵn sàng để được tái định cư, nhưng không có câu trả lời từ các nước thành viên EU có nghĩa vụ tiếp nhận họ. Do đó, chúng tôi cần họ bù đắp khoảng trống này. Bộ trưởng Di cư Hy Lạp cũng cho biết ông sẽ cùng một số bộ trưởng khác của Hy Lạp thực hiện chuyến công du ngoại giao từ các nước EU trong tháng tới để thảo luận về vấn đề này. Các quốc gia thành viên EU đang trì hoãn nghĩa vụ của họ và điều này không tương xứng với yêu cầu của chúng tôi khi đảm nhận những vai trò được giao phó. Chính phủ Hy Lạp cho biết đang quá tải vì tiếp nhận hơn 58.000 người nhập cư. Trong khi đó, những khu trại tị nạn ở Hy Lạp bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích vì tình trạng quá tải, nghèo nàn, không đảm bảo các điều kiện vệ sinh và an toàn. Trong khi đó, tại Italia, chỉ trong một ngày 22 tháng 8, đã có 470 người di cư được giải cứu tới cảng Sicily. Trong tuần qua, 2.000 người đã được giải cứu trên hành trình di cư vượt biển giữa Libya và Italia. Với vị trí địa lý thuận lợi, nước này trở thành điểm nóng cho cuộc khủng hoảng di cư bắt đầu từ năm 2014, với hơn 400.000 người đặt chân tới đây trên những con thuyền ọp ẹp. Nhưng không phải mọi hành trình di cư đều cập bờ an toàn. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2016, đã có 3.000 người di cư bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải. Trong bối cảnh đó, Đức tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu châu Âu của mình. Bộ trưởng Nội vụ Italia Angelino Alfano cho biết, Đức đã đồng ý tiếp nhận hàng trăm người di cư từ Italia nhằm thúc đẩy kế hoạch phân bổ người di cư từ các nước thành viên EU. Cùng lúc, bà Merkel kêu gọi các quốc gia EU tiếp nhận thêm những người nhập cư đã đến được Hy Lạp bằng cách ký kết với các nước Bắc Phi những thỏa thuận tương tự kiểu một vào một ra như từng ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Đức đưa ra đề nghị này sau khi Liên Hợp Quốc nêu cảnh báo cho biết cuộc khủng hoảng nhập cư sẽ sớm bùng phát trở lại. Không chỉ còn là những cảnh báo, những con số đáng báo động trong 7 tháng đầu năm 2016 đã cho thấy châu Âu gần như chắc chắn sẽ chứng kiến một năm thảm họa về khủng hoảng di cư khi mà số người di cư tới châu Âu và số người bỏ mạng trên hành trình đó đều tăng lên. Nhưng đáng lo ngại hơn, các quốc gia thành viên EU vẫn chưa tìm ra lối đi, hay nói chính xác hơn là lối thoát được tất cả đồng thuận nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, giảm nỗi lo an ninh và tiến tới vực dậy hệ thống EU sau các cú sốc vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột giữa nhà nước Do Thái Israel và người Hồi giáo Palestine bấy lâu nay vẫn chưa chấm dứt. Mối bất hòa dai dẳng ấy đã có lúc được đẩy lên cao trào bằng những cuộc không kích dài ngày bằng tên lửa. Gần đây nhất vào ngày 22 tháng 8, 4 người Palestine đã thiệt mạng bởi cuộc pháo kích của Tel Aviv. Tuy nhiên, khi tiếng đại bác lặng xuống, không có nghĩa là mối bất hòa ấy đã được giải quyết. Thay vào đó là những kế hoạch vây hãm, siết chặt, cấm vận của Israel đối với hàng trăm nghìn người Palestine trên dải đất nhỏ hẹp ở bờ Tây. Một phần trong kế hoạch này chính là việc đẩy bờ Tây vào cảnh khát nước. Và đây không phải là lần đầu tiên cuộc chiến nước sạch là nguyên nhân khẩu chiến giữa hai dân tộc luôn nghi kỵ nhau này. Thêm một mùa hè nóng bỏng và khô khốc chiều qua trên bờ Tây, vùng đất của người Palestine bị Israel chiếm đóng. Ông Mohamed Issa sống ở làng Masafer Yatta gần Hebron cho biết mùa hè ở đây thường vô cùng khốc liệt. Mỗi gia đình mỗi ngày đều cần một thùng nước. Chỗ nước ấy chỉ đủ cho người thôi, còn động vật như lừa hay chó là chưa tính. Chúng tôi cần nước, nhưng chẳng có nước mà dùng. Nước luôn là thách thức trong cuộc sống của chúng tôi. Nước chính là thứ vô cùng quý giá đối với người dân ở miền Bắc bờ Tây. Do đó, số tiền cần có để mua một xô nước cũng vô cùng lớn. Giá của mỗi mét khối nước ở Masafer Yatta cao gấp gần 12 lần so với mức giá thông thường. Cụ thể, trong thành phố Yatta, một mét khối nước vào khoảng 1 đô la Mỹ, thì ở đây là 13 đô la Mỹ. Trái ngược với ngôi làng đắp đá thấp lè tè, nằm trên mảnh đất đầy sỏi đá khô cằn Masafer Yatta, các khu định cư rải rác xung quanh của người Israel luôn mát mẻ với những khu vườn xanh mướt. Họ lấy nước để tưới cây và sinh hoạt từ những đường ống dẫn nước riêng biệt do Tel Aviv xây dựng.
Trước đó, ngôi làng Masafer Yatta, nơi có khoảng 1.600 người sinh sống cùng rất nhiều gia súc, đã từng là một vùng nông nghiệp trù phú. Nhưng người dân nơi đây cho biết các quan chức Israel đã ngăn cản họ tiếp cận nước bằng cách không cho họ đào giếng hay xây các nhà máy khai thác nước. Phía Israel lấy lý do các kế hoạch này sẽ gây hại tới các mảnh nước ngầm. Nước là yếu tố sống còn với con người, và với người dân vùng sa mạc Trung Đông thì nó lại càng trở nên quan trọng hơn. Tại đây, thành phố Nam Hebron được coi là thành phố túng quẫn nhất của Palestine xét về độ thiếu nước. Ở thành phố này, một người Palestine trung bình tiêu thụ khoảng 10 lít nước một ngày cho những chu kỳ dài, tức chỉ bằng 1/10 tiêu chuẩn của WHO. Theo nhiều chuyên gia, đây là kết quả từ việc Israel gây sức ép đối với người dân Palestine. Đây là ngôi làng Deir el-Hataf nằm ở bờ Tây. Một chiếc xe bồn di động đang bơm những giọt nước sạch quý giá cho một hộ gia đình ở đây. Gia đình này vừa mới gọi một xe nước, giá của nó là 19 đô la Mỹ. Cứ 2 ngày, họ lại gọi mua nước một lần. Và mỗi lúc, nước lại một hiếm đi. Năm ngoái, nước máy vẫn còn 2 tuần một lần. Nhưng từ đầu mùa hè năm nay, không còn giọt nước máy nào nữa. Chúng tôi phải mua nước ở ngoài. Trước đó, vào tháng Ramadan, Israel đã đóng các van cung cấp nước, khiến hàng chục nghìn người Palestine ở bờ Tây phải sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng. Cùng với việc không được phép đào giếng và không cung cấp lượng nước tối thiểu cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, Israel còn bị cáo buộc phá hủy 4 hồ nước lớn tập trung nước và cướp đoạt một diện tích lớn đất đai nông nghiệp, gây ra sự mất mát lớn cho nhiều nông dân Palestine ở bờ Tây. Nhiều người cho rằng ý đồ của Israel là nhằm quấy rầy người Palestine và ép buộc họ rời khỏi khu vực nhằm dọn dẹp cho việc xây dựng khu định cư. Ngoài các chiến thuật chiếm đoạt nguồn nước nói trên, Israel còn sử dụng bức tường phân chia bờ Tây để đảm bảo nó kiểm soát được 3 trong các lưu vực nước quan trọng nhất của người Palestine, tước đoạt của người Palestine quyền tiếp cận nguồn nước nhằm gửi chỗ nước này tới những khu chiếm đóng. Theo ước tính của phía Palestine, bức tường bờ Tây sẽ giúp Israel sáp nhập khoảng 95% lượng nước có thể tiếp cận được ở lưu vực phía Tây, ước lượng khoảng 362 triệu mét khối. Cùng lúc, Israel bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế, xây dựng các khu định cư ở các khu vực với các tầng dự trữ nước ngầm có chất lượng cao nhất, từ đó cho phép Israel rút nước ngầm một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Đã có nhiều cáo buộc nhằm vào Israel trong cuộc chiến nước dai dẳng thời gian qua. Tuy nhiên, bất cứ sự vây hãm nào từ phía Tel Aviv chưa bao giờ khiến người dân Palestine nao núng. Và chiến thuật ngăn cản người dân Palestine trên bờ Tây tiếp cận nước sạch của Israel trong những năm qua cũng vậy. Bể chứa này tích trữ hàng triệu lít nước, một nguồn tài nguyên quý giá trên mảnh đất bờ Tây cằn cỗi và đầy cát bụi. Nhưng chỗ nước này không phải nước sạch. Nó là nước thải được chuyển từ hệ thống cống thải gần thành phố Jericho. Sự thật là nước ở thung lũng Jordan mỗi lúc một khan hiếm và các nhà chức trách đang tìm mọi cách để bảo vệ và đảm bảo an ninh cho tương lai nước sạch của khu vực. Nhà máy xử lý này đi vào hoạt động từ tháng 8 năm ngoái và hiện đang xử lý khoảng 200 mét khối nước thải mỗi ngày. Nước được xử lý, được sử dụng cho mục đích nông nghiệp như việc rửa và tưới tiêu. Tất nhiên là có một kế hoạch để tái sử dụng nước thải qua xử lý để phục vụ nông dân và các đồn điền cọ. Thêm vào đó, các chất rắn phụ phẩm sẽ được sử dụng như phân bón nông nghiệp. Theo Muhammad, khi nhà máy vận hành hết công suất, nó có thể xử lý tới 9.800 mét khối nước thải mỗi ngày. Tại đây, nước được xử lý qua 3 bước. Đầu tiên, nước được lọc để tách chất rắn khỏi chất lỏng. Kế đó, các chất ô nhiễm sinh học được loại bỏ thông qua việc sử dụng vi khuẩn trước khi nước được xử lý với clo. Theo kế hoạch, nước được xử lý ở đây sẽ được dùng để tưới cho các công viên công cộng và các mục đích làm sạch trùng khác. Nhiệt độ ở Jericho rất cao, trong khi thành phố này là một thành phố nông nghiệp, do đó nhu cầu nước là rất lớn, đặc biệt là vào mùa hè. Dựa vào nhà máy này, chúng tôi muốn tái sử dụng lại một phần nước đã qua sử dụng để đối phó với tình trạng khan hiếm nước. Thị trưởng thành phố Jericho hy vọng sử dụng nước thải qua xử lý cho tưới tiêu sẽ đồng nghĩa với việc tiết kiệm nguồn nước sạch quý giá cho người dân. Ngoài ra, nhà máy xử lý nước thải Jericho còn rất thân thiện khi toàn bộ điện của nó được lấy từ các tấm pin năng lượng mặt trời. Ông Boutros Ghali, nguyên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, một người sinh ra và lớn lên ở Trung Đông, đã từng phát biểu, sang thế kỷ 21, tại khu vực Trung Đông sẽ có thể xảy ra những cuộc chiến tranh vì nguồn nước, chứ không phải chiến tranh vì dầu mỏ. Nhận định này dường như đang trở thành hiện thực,
đặc biệt là khi dân số thế giới đã cán mốc 7 tỷ người và tình trạng khan hiếm nước đã bắt đầu thể hiện. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chuyện Đông chuyện Tây ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.